Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tuần trước đã có hai cuộc điều trần ở tại Hạ viện, và trong hai cuộc điều trần này là hai cựu viên chức của Hoa Kỳ. Thứ nhất là ông Volker là đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine, và sau đó một cái cuộc điều trần của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine. Thì trong các hai cái cuộc điều trần này, nó có nhiều vấn đề được đưa ra. Thứ nhất về ông cựu đại sứ, cựu đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine, ông trình ra trước Quốc hội là những cái đoạn tin nhắn giữa ông với nhiều giới chức ngoại giao có liên quan đến vấn đề, cũng có liên quan luôn đến ông Giuliani là luật sư riêng của Tổng thống, rồi cũng liên quan đến một giới chức mà cố vấn cho Tổng thống Ukraine. Thì trên màn ảnh quý vị là trong cái những cái tin nhắn của ông Kurt Volker đưa ra có liên quan đến năm nhân vật mà quý vị nhìn đang trên màn ảnh. Thứ nhất là đương nhiên ông Kurt Volker. Thứ hai, ở nhìn hàng dưới, ông Gordon Solan là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Âu. Thứ ba, ông William Bill Taylor, hiện tại bây giờ coi như là quyền đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Ukraine. Và những người liên quan nữa là chúng ta thấy có ông Giuliani là luật sư riêng của Tổng thống, và có cố vấn của Tổng thống Ukraine Andrei Yermak. Trong cái những cái tin nhắn này, nó có nhiều cái vấn đề làm cho người ta đặt nhiều câu hỏi. Và thưa anh Dũng, anh có thể vắn tắt thứ nhất là đương nhiên chúng ta sẽ đi sâu vào những cái tin nhắn này, tại vì nó sẽ liên quan đến cái cuộc điều trần của ông Gordon Solan là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Âu. Trong thứ năm này, ông sẽ nói cái gì và ông sẽ bộc lộ ra cái gì? Nhưng mà anh có thể vắn tắt là trong cái cuộc điều trần vào tuần trước, ngoài chuyện ông Volker đưa ra text message, thì bà đại sứ có nói ra vấn đề gì hay không thưa anh? Bà Mary Jovanovic, cựu đại sứ của Mỹ tại Ukraine, thì bà nói rằng trong cái cuộc điều trần đó, bà kể rằng là chính cái ông John Sullivan là thứ trưởng ngoại giao của Mỹ, tức là nhân vật số 2 tại Bộ Ngoại giao, nói cho bà biết trước đó, trước khi bà bị triệu hồi về thôi không làm đại sứ nữa vào tháng 5 năm nay, thì ông Sullivan mới nói hai chuyện thế này. Thứ nhất, Tổng thống không còn tin vào bà nữa. Điểm thứ hai là có một cuộc vận động chống lại bà ở trong Bộ Ngoại giao. Đó. Và chính vì cái điều thứ nhất, Tổng thống không tin bà nữa, thì Bộ Ngoại giao đang bị Tổng thống gây áp lực là phải triệu hồi bà về. Vì cái lý do là bà đã không đẩy mạnh cái chuyện kêu gọi các giới chức ở Ukraine điều tra vấn đề tham nhũng mà liên quan đến cha con ông Joe Biden. Đó, theo lời bà nói như thế. Và cũng tại cuộc điều trần đó, bà nói rằng tất cả những cái mà ông Trump và những người mà làm việc với ông Trump mở ra cuộc vận động mà chống lại bà là hoàn toàn là đưa ra những lời giả dối và không thật. Đó là lời tố cáo của bà Mary Jovanovic. Đúng sai chứ nào chúng ta chưa biết, chỉ biết đến như thế mà thôi thì lòng.